ra cái này là tôi mở rộng hơn để một số, tôi tưởng là một số bạn sẽ làm nhanh hơn nên là tôi phải có câu khó để xem các bạn xử lý như nào. Để em sắp xếp được sao, thấy toàn báo lỗi này không sắp xếp được cái. Được không? Thôi không vấn đề gì cả. Được chưa? Được rồi. Ở đây đương nhiên chúng ta sẽ cần phải có một cái biến tem rồi. Đấy, thì ở đây tức nghĩa là gì, mình ra sắp xếp nhà thì mình sẽ kiểm tra nếu nếu mà cái mình sẽ có một cái cờ nữa. Nếu mà có một cái ông list thứ y đấy, có tổng điểm lớn hơn là chúng ta sẽ không quan tâm đến ông bị điểm liệt, đúng không? Không phải đạt điểm sàn. Em lại cứ Còn ở làm đây, còn ở đây chúng trong ta cái sẽ data review nên là không, mãi không sắp xếp được. những cái ông mà không đạt điểm cái này thì tôi không xét nữa làm gì cả, đúng không? Phải đạt pass qua cái này thì tôi mới xét, đồng ý không? Đấy, cả hai ông phải đạt điểm sàn, sau tôi sẽ kiểm tra. Nếu mà list thì với ông này chắc chắn là thì cái is đổi của chúng ta mình chu, đúng không em, đúng không mọi người, thực hiện đổi ok không? Sang trường hợp thứ hai là bằng điểm, đúng không? List đấy là một điều kiện, và khi nào thì mình đổi chỗ, khi nào nếu lại nếu tiếp list cái thằng thứ y này có địa chỉ này, quê quán, đúng không, khác cho em, và cái gì, cái list này, có điểm toán này phải lớn hơn list của cái thí sinh, đúng không em, mọi người hiểu vậy không? Nó kết hợp mà. Các bạn có hiểu đoạn code này không? Giải thích để tí chúng ta thử debug. À, tí chúng ta thử test. Test vào ông.
24 điểm đúng không? Đây nha, tôi thay đổi thử nha các bạn nhé. Bây giờ ông Hùng này đúng không? Ông Hùng này. Bây giờ có một ông ở Nam Định này đúng không em? Đúng chưa? Đúng rồi. Bây giờ tôi thế đi. Bây giờ tôi thay một ông này thành 9 này thì còn một ông nữa đúng không? Đúng không? Xem còn ông Hùng không? Đúng không? Sửa ông chín Phạm Hải Anh nhé. Phải cao hơn ông kia mà. Nhưng mà chưa lấy được cái ông đúng không? Chưa lấy được cái ông này đâu. Đấy, mình làm ngược. Tức là nếu bình thường ông này thỏa mãn gì giữ nguyên ông đấy đổi làm gì đúng không? Mình sẽ quan tâm là cái ông ở sau đấy đúng không? Đúng chưa mọi người? Comment nhé. Nếu bằng điểm kiểm tra thêm cho mình sạch có hy sinh khác quy và có điểm bằng cao hơn thì được chốt. Đấy, ok rồi đấy. Mình vừa làm được một chút thì mọi người cứ khi mà đối những người sẽ tĩnh lại để mọi người đọc lại cái thuật toán là sẽ hiểu ngay thôi. Thì về cái sắp xếp nhé. Cái tiếp theo đến là về cái phần thêm mới. Thêm mới các bạn nhìn thấy là gì, chúng ta cũng làm giống như hôm trước thôi đúng không? Sau đó thì khi ok chúng ta sẽ đẩy thông tin vào cái danh sách. Bạn đồng ý không? Sửa cũng vậy, đồng ý chưa? Sửa ở đây chúng ta sẽ lấy thông tin cần sửa, xong chúng ta truyền lên form, đúng chưa?
Tuy nhiên đây các bạn để ý là có cái việc là tức là trong cái bài toán này nó có một cái ý nữa là gì, kiểm tra trùng trùng thông tin nhá. Thì để bắt trùng thông tin thì chúng ta sẽ phải cái làm động tác là chúng ta sẽ mang lên trên cái này cả cái danh sách trên đời chúng ta đúng không em? Các hiểu ý không? Chúng ta phải mang danh sách thì chúng ta mới kiểm tra trùng được chứ, đúng chưa? Đấy thì ở đây list này. Chúng ta biến nó thành thuộc tính. Thì khi biến thành thuộc tính cho máy mang lên trên default. Đúng không? Quyền nhìn thấy không? Vâng. Đây chúng ta sẽ mang từ cái giao diện danh sách lên thôi, đúng không? Trước khi sâu thì chúng ta sẽ mang lên list. Đây, nó là thuộc tính thì các em sẽ mang bình thường thôi, đúng không? Tự như vậy khi sửa vậy, ok không mọi người? Đấy, thì các bạn bổ sung đôi hai thông tin này cho phần thêm ấy. Thì thêm mới của chúng ta mới thực hiện cái việc này, chúng ta sẽ xem nó có không. Thì chưa mọi người án câu lệnh đi chưa? Thì sau khi mà mang được cái danh sách này lên đúng không các bạn, thì chúng ta sẽ viết cái hàm trùng nhé, kiểm tra trùng bằng cách là chúng ta vào cái phần cập nhật này. Đây trong cái nút cập nhật này chúng ta sẽ viết, thì đây là những cái đoạn code để xử lý bắt lỗi đúng không, cần cập nhật thông tin điểm toán quản lý. Trong C# này nó có khối region và end region, tức là các bạn muốn gom những đoạn code có những cái tức là xử lý tương tự thì các bạn có thể gom code bằng cách là dùng cái khối region này, đồng ý chưa? Chúng ta kiểm tra trùng nhé. Đây là danh sách chúng ta lấy được ở trên khi tên từ danh sách chuyển lên đúng không các bạn? Mọi người đấy thì chúng ta kiểm tra nhé. Nếu cái thí sinh tìm cái phát hiện ra thằng trùng thì phát ra không làm gì nữa. Nhìn nhé,
keo. Tôi nhập là ok thì nó sẽ hiển thị danh sách ở đây. Nhìn chưa các bạn? Sửa thì chúng ta thực hiện bình thường thôi. Đó. Thì trong trường hợp này ở đây sửa thì chúng ta sẽ cần phải tức là cái hiển thị thì chúng ta sẽ trong trường hợp sửa chúng ta sẽ gì đây đây thì chúng ta sẽ không phải kiểm tra tức là cái phần trường hợp sửa nữa. Mọi người đồng ý không? Bổ sung vào đây đi. Cái tiếp theo đấy là cái chúng ta sẽ xử lý sau khi chúng ta thực hiện thì chúng ta có thể lưu cái sự thay đổi đấy bằng cách là chúng ta xếp ra file, đúng không? Thì bạn nhìn thấy là đây chúng ta sẽ thực hiện lưu lưu ở đây thì tôi giải thích nhé. Đấy là nhìn thấy không, chúng ta lại gì, chúng ta đọc để cộng từng cái dòng, đúng không mọi người? Chúng ta đọc từng việc từng thông tin để chúng ta đưa về cái nội dung chúng ta đi dùng cái hàm để ghi ra file. Thêm một thông tin lại thôi mà, đúng không? Để chúng ta xếp vào, ok không? Sau đó xếp trên một công, nhìn chưa? Mà tôi chạy lại nhé. Hôm nay cao điểm nên là chắc chắn sẽ có trên đó. Cái này anh đúng không? Nhìn chưa? Đấy là cái anh nghĩ. Đây là yếu nhỉ? Cái hàm này là cái hàm để thực hiện công việc. Thì tôi sẽ đẩy code lên nhé. Thì về nhà các bạn nên dành thời gian để thực hành với cái phần này. Buổi thứ 6 chúng ta sẽ học về kế thừa đa hình. Mọi người về đọc trước cái phần kế thừa đa hình nhé. Phát 4 phát 5 chưa?